VinFast V3 lộ ảnh chạy thử nghiệm trên địa hình lạ. Mẫu xe điện VinFast V3 vừa có những hình ảnh chạy thử nghiệm trên địa hình lạ không phải ở Việt Nam. Những chiếc VinFast V3 vừa được bàn giao cho người dùng Việt không bao lâu thì mới đây lại xuất hiện ở một nơi xa lạ, tuy nhiên không phải là thị trường Việt Nam. VinFast V3 được xem là mẫu xe có tốc độ phát triển và bàn giao khá nhanh tại thị trường Việt Nam. Mới đây, dòng xe này vừa được bàn giao lô xe đầu tiên cho người dùng Việt. Tuy nhiên sau đó, những hình ảnh về mẫu xe này chạy thử ở một nơi lạ, không phải là địa hình trong nước. Theo hình ảnh, có thể thấy xe xuất hiện tại một nơi có địa hình như sa mạc và núi đá, khác biệt với địa hình không giống nơi nào tại Việt Nam. Thêm nữa, xe cũng không có những đặc điểm ngoại quan như biển số tạm hay tem đăng kiểm của Việt Nam. Ngoài ra, chiếc VinFast VF3 này cũng có một số chi tiết lạ khác như bản thương mại như mâm kim loại trắng, không ốp chụp mâm, cửa gió điều hòa sơn đồng màu với ngoại thất tạo sự khác biệt. Hiện vẫn chưa rõ đây là phiên bản tiền thương mại hay bản thương mại. Nhưng sau khi đăng tải, một số thành viên trên các hội nhóm đã nhanh chóng suy đoán địa hình chạy thử khá giống một số nơi tại Trung Quốc. Điều này có căn cứ bởi trong một bức ảnh có thể thấy được phía tablo xe có một tờ giấy theo phản chiếu các ký tự tiếng Trung thể hiện thông tin ngày tháng năm. Từ 24 giờ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.